trùng lên. Ha ha ha.
Tiếp theo là đội xanh và đội đỏ, đội chủ tịch chị Oanh, chị Thắm và chủ tịch, đội đỏ là anh Việt, anh Cường với lại chị Kim Anh. Theo nhận định của tôi thì hai đội là ngang tài ngang sức, nhưng mà nếu chọn một đội thì tôi sẽ chọn đội anh Cường chiến thắng. Anh Cường hay quá. Mấy rồi ạ? 3. Khéo léo bây giờ anh dùng về rồi. Hai rồi. Mấy rồi anh? 4-1. 4-1 nghiêng về đội chủ tịch. Chủ tịch ơi. Ngoài rồi. Chủ tịch ngoài không? Hay quá chủ tịch ơi. 5-1. Ngoài, ngoài luôn. Hay quá. Em có bình luận không Liễu ơi? Dạ. Không hay Liễu. 2-5. Ngoài luôn. 6-2.
nghiêng về đôi chủ tịch. Chủ tịch chết tim. Hay qua chị Thắm ơi. 72. Hiện giờ là đôi chủ tịch vẫn dẫn trước rất là cao. 37. 37. 37 anh chị ơi. Chị Kim Anh giao cầu. Cố lên đội Cường ơi. Hay quá. 47. Cố lên. Hai vượt rồi. 57. Chị Kim Anh giao cầu. Chúc Bích. Rồi, được chưa? 67. Tỷ số gần cân bằng. 97. Đôi đỏ đã vươn lên. Chị Kim Anh giao cầu. Rồi 07 đổi sân. Hay qua đôi đỏ ơi. Đôi đỏ cố lên, cố lên. Đôi đỏ cố lên, đôi xanh cũng cố lên. Ây, chà chủ tịch xuống thử oxy rồi. 17. Đôi chủ tịch cố lên, đôi xanh cố lên. Chủ tịch ơi. 27 hả? Thắng nhiều thôi. Thắng nhiều thôi. 37. 37. Đôi chủ tịch ơi cố lên. Đôi xanh cố lên. Lưới. Để sao hết tay nha. Hạ đầu tay nha. 47 nghiêng về đôi đỏ. Tám ba. Tám bốn. Tám bốn. Chiều anh sao cậu? Chủ tịch. Rồi, hay quá chủ tịch ơi. Trời ơi. Tiến lên. Đội xanh tiến lên. Trời ơi, chị Thắm. Chị Thắm đã bỏ nhỏ. Rất là điều nghề. Chiều anh sao cậu? Chủ tịch. Chị Bạch ơi. Trời ơi. Nồi rán là đây. Ngoài luôn. 24. Để gọi chị Ngọc ra nha. Quay nè. Quay quân nè. Thầy quốc kìa lo. Em không biết luôn. Đây, ẩu ơi, chưa dậy hả? Dậy đi uống cà phê thôi.
đánh xong gần xong rồi, chuẩn bị xong rồi, một xét nữa thôi nha. Rồi dậy đi, lấy đồ uống cà phê, mệt lắm hả nha. Nha, chút xíu nữa đi, chút xíu ra cà phê đi, nha. Anh đi chỗ khóc thì nghe đây nè. Chi thấp. Rồi. Anh Việt đã vào bên hụt cầu. Chúng ta chơi mấy rồi? 38. Bên anh cân bằng bây giờ mà cứ đặt tám đều đi. Rồi, 48. Hay quá. Đặt tám đều đi rồi cái gì dễ không. Đội xanh chủ tịch cố lên. Lên đi, lên đi. 4 rồi. Rồi. 9 rồi. 94. Sao đó? 04. Dứt điểm. Dứt điểm. Rồi, đội đỏ thắng. Theo như dự định thì đúng nha. Rất là đúng. Em nó là ngang tay ngang sức nhưng mà đội đỏ. Đánh một ván nữa đi, đánh một ván nữa. Vô tung vô đủ rồi đó. Vô liễu đủ ra đúng không vậy? Vậy Kim Anh vô, Kim Anh vô đủ rồi. Vô gì đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Kim Anh vô kìa, đúng nó nghỉ rồi, chọn đi, chọn đi. Thank you.
Bảy mấy cái xe đâu rồi á.